hôm nay em lên clip nghe anh chị thì bán hết chuồng đó, thì trong đây có 6-7 con đó anh chị đó, lát man có mẫu độ nghe anh chị, bò này đầu 1m4 1m5 hết nghe anh chị đó, bán hết chuồng, con nào cũng bao chữa bao khám anh chị, anh chị thích con nào thì liên hệ Zalo các bạn báo giá con đó đó, thì bán hết chuồng anh chị, mẫu độ bò này bao chữa bao khám anh chị, bò này thì chủ nhà là thú y đó, nên là bò này là bao chữa bao lồi lú nghiêm chỉnh anh chị đó, do giờ quy hoạch nên cần bán hết cho anh chị, anh chị nào cần mẫu bò độ lớn con thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình, bò nào cũng con nào cũng chữa 5-6 tháng 6-7 tháng anh chị, bao chữa bao khám đó, thì bò này tầm lứa 2 lứa 3 lứa đổ lại anh chị đó, tại lết man thì nhìn nó sừng dài đó, con nào cũng đang khủng hết anh chị ơi, con nào cũng chữa hết trơn đó, bò lớn con đó, chân móng hoàn thiện, thì bò này thì xế tích cũng nghiêm chỉnh anh chị ơi, bò tiễn đó, do điều kiện là quy hoạch đất nên bắt buộc phải chia lại cho anh chị gần xa, nếu bắt hết thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình đó, sẽ thương lượng giá cả anh chị ơi đó, con nào cũng mẫu độ hết anh chị ơi, bò này chữa cao tháng là phè bò là ngon lành đó, thì đang chữa tầm 5-6 tháng 6-7 tháng tùy theo con đó, thì anh chị có nhu cầu thì liên hệ em đó, thì trong đây có tầm 7-8 con anh chị ơi, còn trong chuồng nữa thì anh chị thích cái lô bò này thì liên hệ em đó, bò này thì hiền dạng nha anh chị đó, thì công viên nhà anh chủ đó anh chị ơi đó, thì đi quay bò rồi quay luôn cây cảnh nó cho anh chị tham khảo luôn, chiêm ngưỡng đó, thì chăn nuôi bò giống heo Long An là chuyên cung cấp bò nha anh chị.